Và thưa quý vị, có một người nghệ sĩ mà ban tổ chức chúng tôi đã giấu rất là kỹ từ đầu chương trình đến bây giờ. Và sau đây, Thu Trang xin mời sự trở lại sân khấu của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến, thưa quý vị và các bạn. Châu Hết Kim Tiến gửi lời chào trân trọng đến tất cả các vị khách quý, cũng như là Hội Đồng Hương Thanh Hóa tại Cộng Hòa Séc. Lời chào và lời chúc sức khỏe thân yêu nhất. Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, mà sao gửi tình yêu vào đất được hóa trái đầy cánh, gửi lên trời cao rộng sẽ được ngọn gió xanh. Em trao cả cho anh một tình yêu nồng cháy như một cái buồm sinh hiến mình ra biển rộng. Cho anh cả con tim rào rạt, anh lại trả cho em nỗi buồn đó tan nát. Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, mà sao được hóa trái đầy cánh, gửi lên trời cao rộng sẽ được ngọn gió xanh. Em trao cả cho anh một tình yêu nồng cháy như một cánh buồm sinh hiên mình ra biển rộng. Em đã gửi cho anh cả con tim rào rạt, anh lại trả cho em nỗi buồn đó tan nát. Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, mà sao một con